Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi, tin tức ngày 4 tháng 3. Nguyễn Thanh Hà đăng quang Hoa hậu môi trường thế giới. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Nguyễn Thanh Hà giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss Eco International Hoa hậu môi trường thế giới 2023. Sáng ngày 4 tháng 3 về Việt Nam, chung kết Miss Eco International Hoa hậu môi trường thế giới 2023 diễn ra tại Ai Cập. Thi các thí sinh lần lượt trải qua các vòng thi như trình diễn các trang phục dân tộc, hô tên và ứng xử để tìm ra cô gái xứng đáng đăng quang nhận vương miện từ người tiền nhiệm, đó là Kethan Patton Philippines. Và đại diện người Việt Nam Nguyễn Thanh Hà, cô sinh năm 2004, gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, người đẹp cao 1m7, số đo 3 vòng 85-96-90. Trước chung kết, Thanh Hà đón nhận tin vui khi chiến thắng giải thưởng trang phục môi trường đẹp nhất và có tên trong top 11. Đây được xem là động lực để người đẹp 19 tuổi tỏa sáng tại đêm thi quan trọng nhất. Mở đầu đêm thi, 65 cô gái tham gia trình diễn trang phục dân tộc và theo thứ tự bảng chữ cái, Nguyễn Thanh Hà là ứng viên xuất hiện cuối cùng. Cô mang đến thiết kế sống xanh gồm các dải trắng tinh khôi, xe đạp được làm từ những nguyên liệu tự nhiên, dễ sử dụng lại hoặc tái chế. Và Nguyễn Thanh Hà gây ấn tượng bởi sự tin tưởng khi trình diễn. Và khi di chuyển ra giữa sân khấu, người đẹp sinh năm 2004 thực hiện một số động tác múa nón đơn giản tạo điểm nhấn cho phần thi của mình. Và theo tiết lộ từ ekip thì bộ trang phục được Nguyễn Thanh Hà lựa chọn còn là biểu tượng cho ý nghĩa giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc của thế hệ trẻ hiện sau. Và sau đó các thí sinh tiếp tục trở lại sân khấu trong phần đồng diễn và hô tên. Nguyễn Thanh Hà chọn chiếc váy đỏ tôn vàng da trắng của mình. Cô búi tóc cao, khoe gương mặt thanh tú, tự tin hô vang Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Nhờ màn thể hiện tốt, Nguyễn Thanh Hà được gọi tên vào top 21 của Hoa hậu môi trường thế giới. Các đại diện còn lại góp mặt trong danh sách này gồm có là Campuchia, Venezuela, Malaysia, Nigeria, Mexico, Ai Cập, Ecuador và Úc, Bỉ, Nepal, Paraguay và Mauritius và Belarus và Brazil, Mỹ, Trung Quốc, Costa Rica, Philippines, Panama và Nam Phi. Các thí sinh tiếp tục với phần thi trang phục dạ hội. Nhờ tập luyện kỹ lưỡng với Á hậu Hoàng Thùy trước khi dự thi quốc tế nên Nguyễn Thanh Hà tự tin khi thể hiện kỹ năng trình diễn của mình. Người đẹp chọn váy dạ hội được đính kết bằng mắt và với điểm nhấn là chi tiết sẽ cao, tôn vóc dáng, thông thả, cô được gọi tên vào top 11 để tham gia phần ứng xử của mình. Và phần Nguyễn Thanh Hà nhận được từ khóa sức khỏe tinh thần. Ở phần thi ứng xử, người đẹp cho rằng đây là vấn đề lớn trong thế giới. Cô nói, tôi nghĩ sức khỏe, tinh thần của con người trên mạng xã hội rất là quan trọng. Nguyễn Thanh Hà nêu lên vấn đề miệt thị ngoại hình và bạo lực ngôn từ hiện nay. Cô tin tình trạng này sẽ chấm dứt nếu mọi người có tình yêu thương. Với phần trả lời này, Thanh Hà ghi tên mình vào top 5 chung cuộc. Và đó là thông tin ngày 4 tháng 3. Nếu anh em thấy hay đừng quên cho tôi một chia sẻ, một comment và đừng quên đăng ký vào chung.